Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiếm Tiền Online Top 1. Ở phần trước, mình đã hướng dẫn cho bạn mẹo dịch các nhiệm vụ tiếng nước ngoài trên Toluca. Thế nên, video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm nhiệm vụ trên Toluca thành công. Chú ý là ở đây mình hướng dẫn cho bạn cách làm nhiệm vụ để bạn có thể làm những nhiệm vụ có dạng tương tự, để bạn có thể tự hoàn thành các nhiệm vụ thành công và kiếm được tiền. Vì thế, hãy xem thật kỹ video này để có thể kiếm được thật nhiều tiền trên Toluca nha. Trước hết, mình sẽ kiểm tra tài khoản mình có bao nhiêu tiền trước đã. Số tiền hiển thị bên trái là số tiền đợi duyệt. Số tiền hiển thị bên phải là số tiền đã được duyệt và hiện tại mình có 0,22 đô nha. Như bạn thấy, ở đây có rất nhiều nhiệm vụ. Tùy vào từng dạng nhiệm vụ mà có yêu cầu khác nhau. Đôi khi cần phải vượt qua các bài đào tạo với số điểm cần thiết thì bạn mới được cho phép làm nhiệm vụ đó để kiếm tiền. Dạng thứ nhất, bạn làm nhiệm vụ và nhận được tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ. Như ở đây có hiển thị là bạn sẽ nhận được 0,08 đô cho mỗi nhiệm vụ. Dạng thứ hai đó là bạn phải hoàn thành bài đào tạo của Toluca thì mới được làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Ví dụ như ở đây nhiệm vụ này, bạn sẽ nhận được 0,02 đô cho mỗi nhiệm vụ sau khi đào tạo. Có nghĩa là bạn phải vượt qua được bài đào tạo mới được làm nhiệm vụ kiếm tiền. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới kiếm tiền trên Toluca hiểu và hoàn thành được những nhiệm vụ dạng này nha. Bây giờ mình sẽ làm thử nhiệm vụ này. Với nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được 0,02 đô cho mỗi nhiệm vụ sau khi đào tạo và nhận tối đa khoảng 3,84 đô. Ở phần thu nhập trung bình mỗi giờ thì có hiển thị là 0,72 đô. Có nghĩa là trung bình 1 giờ bạn sẽ kiếm được 0,72 đô, tương đương khoảng 16.000 đồng 1 giờ. Cũng là khá ổn phải không nào? Làm việc online tại nhà không áp lực mà kiếm được 16.000 1 giờ thì cũng rất là ok nha. Đầu tiên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn để vượt qua bài đào tạo. Bạn nhấn vào chữ hướng dẫn. Bây giờ mình nhấn dịch sang tiếng Việt để đọc thôi. Ở video trước mình đã hướng dẫn cách cài ứng dụng để dịch rồi nha. Bạn nào chưa xem thì xem lại video trước giúp mình nha. Bạn có thể truy cập vào kênh, tìm những sách phát là kiếm tiền tại nhà với app Toluca để xem lại nha. Dịch có phần bị lỗi phông nhưng bạn vẫn sẽ nắm được ý chính nha. Mình sẽ tóm tắt lại như sau. Toluca sẽ hiển thị cho bạn một bức ảnh và một đoạn văn. Trong bức ảnh đó sẽ có một đối tượng được đánh dấu. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra kết luận đoạn văn được hiển thị có phải là một câu hỏi đúng dựa trên bức ảnh hay không. Câu hỏi không đúng là câu hỏi bị một trong ba lỗi sau. Lỗi thứ nhất đó là đoạn văn đó là một đoạn văn vô nghĩa. Nó ghi là ABC XYZ gì đó không có nghĩa gì hết. Hoặc là không phải là câu hỏi, không có dấu chấm hỏi. Lỗi thứ hai, câu hỏi đó không xác định được vị trí của đối tượng cần hỏi. Ví dụ như trong hình có rất nhiều người đàn ông, nhưng câu hỏi không chỉ rõ là người đàn ông nào hết. Lỗi thứ ba, câu hỏi đó đề cập đến tên hoặc các bộ phận của đối tượng. Ví dụ như đối tượng được nhắm đến là chiếc xe, nhưng câu hỏi lại có từ là chiếc xe trong đó. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể. Toluca sẽ hiển thị cho bạn một bức ảnh có một đối tượng được khoanh vùng như thế này. Ở đây là cái chậu rửa tay. Và hiển thị các câu trả lời ví dụ cho bạn dễ hiểu. Câu có chữ wood màu xanh lá là câu hỏi đúng, được chấp nhận. Còn những câu còn lại có chữ bad, phía trước là những câu hỏi không đúng. Bạn dịch ra để biết được lý do đúng hay không đúng nha. Ở đây Toluca đã giải thích cho bạn hiểu tại sao không được chấp nhận là câu hỏi đúng luôn nha. Phần nằm trong mặt đơn là phần giải thích. Vẫn còn nhiều ví dụ bên dưới, bạn có thể tham khảo nha. Sau khi đọc kỹ hướng dẫn thì bạn nhấn mũi tên quay lại và nhấn vào hoàn thành đào tạo để làm bài đào tạo thôi nào. Toluca sẽ hiển thị phần hướng dẫn một lần nữa. Nếu bạn đã đọc kỹ trước đó rồi thì nhấn mũi tên quay lại để vào bài đào tạo thôi nào. Thời gian giới hạn trong 9 phút nha. Vì là bài đào tạo nên bạn sẽ không nhận được tiền thưởng mà phải vượt qua bài đào tạo này để đến với bài nhiệm vụ thật thì mới nhận được tiền nha. Bây giờ mình tiến hành làm bài đào tạo thôi nào. Bạn dịch sang tiếng Việt để làm nha. Bức ảnh này đề cập đến cây dù, cái ô và có câu hỏi là ở đó có mưa à? Có mưa thì mới dùng ô để che phải không nào? Nên câu hỏi này là đúng. Vì thế mình chọn đúng là đáp án Z. Đến bức hình thứ hai, đối tượng nhắm đến là chiếc khăn tay và câu hỏi là làm thế nào để lau tay của tôi? Để lau tay thì phải dùng chiếc khăn tay đúng không nào? Nên câu hỏi này đúng với đối tượng nên mình sẽ chọn Z. Trên điện thoại ảnh hiển thị bị nhỏ so với bạn làm trên laptop. Bạn có thể thử phóng to bằng cái kính lúp có dấu cộng ở đây nha. Đôi khi mình phóng to nhưng mà không có di chuyển được. Bạn có thể bật chế độ xoay màn hình nằm ngang để ảnh có thể hiển thị to ra cho dễ quan sát nha. Hình thứ ba,
chiếc ván lướt sóng là đối tượng nhắm đến, nhưng câu hỏi đã đề cập đến tên của đối tượng là tấm ván, nên vì thế câu hỏi này không đúng nên mình chọn no. Và bạn phải chọn hết lý do bạn chọn no nha. Dịch ra nó bị lỗi dòng tí xíu nha. Ở đây nó hiển thị 3 lý do mà mình đã giải thích trước đó. Lý do thứ nhất không phải là câu hỏi hoặc động văn vô nghĩa. Lý do thứ hai là không xác định được vị trí của đối tượng. Lý do thứ ba là đề cập đến đối tượng hoặc các bộ phận của nó. Câu này đã đề cập đến đối tượng trong ảnh nên mình chọn lý do thứ ba. Bạn làm nhiều lần sẽ quen và biết mấy câu tiếng Anh này là gì và khỏi cần dịch luôn nha. Hình thứ tư, đối tượng nhắm đến là một anh chàng ở giữa bức ảnh và câu hỏi là anh ấy đang làm gì? Cái ứng dụng dịch màn hình này lâu lâu nó sẽ hiện quảng cáo, vì thế bạn tắt quảng cáo đi nha. Nhấn vào chữ đóng ở đây, trong hình có rất nhiều người đàn ông, nên nếu nói anh ta thì không thể xác định được vị trí là anh nào. Chính vì thế mình chọn no, và lý do là không xác định được vị trí của đối tượng nha. Sang hình thứ năm, với đối tượng được nhắm đến là con diều ở trên tay đứa bé, với câu hỏi là gió có đủ nhanh cho diều không? Thì đã nhắc đến tên của đối tượng nên mình chọn no với lý do là câu hỏi đề cập đến đối tượng hoặc các bộ phận của đối tượng nha. Cuối cùng là bạn nhấn vào chữ xong. Nếu bạn làm sai thì Toluca sẽ hiển thị lại câu sai và hiển thị lỗi sai như thế này cho bạn sửa lỗi nha. Bạn bấm dịch để xem giải thích lỗi sai trong ô chữ nhật màu đỏ ở đây. Ở đây Toluca giải thích là câu này có đến hai lỗi. Lỗi thứ nhất, anh ấy là ai? Có rất nhiều người đàn ông trong ảnh, có nghĩa là không xác định được vị trí của đối tượng. Thứ hai, câu hỏi đã đề cập đến đối tượng là anh ấy. Khi nãy mình chọn có một lỗi là không xác định được vị trí của đối tượng. Bây giờ mình sẽ chọn thêm một lỗi nữa là câu hỏi đề cập đến đối tượng hoặc bộ phận của đối tượng. Vì là bài đào tạo nên chọn sai bạn sẽ được giải thích lỗi và được sửa lỗi, nhưng sẽ bị trừ điểm nha. Nếu điểm quá thấp nghĩa là bạn sai rất nhiều câu thì sẽ không được làm phần nhiệm vụ trả tiền nè. Chính vì thế bạn hãy xem kỹ video này, mình đã giải thích rất kỹ để bạn có thể hiểu và hoàn thành các bài đào tạo một cách dễ dàng. Sau khi sửa lỗi xong thì bạn nhấn vào chữ xong ở cuối trang để sang bài đào tạo tiếp theo nha. Mình sẽ tua nhanh nha, bạn hãy xem kỹ để khi gặp lại bài đào tạo giống mình thì làm đúng và tiết kiệm thời gian nha. Đoạn văn này không có dấu hỏi nên không phải là câu hỏi nha, và là một đoạn văn vô nghĩa. Vì thế, phải chọn đáp án no và chọn lý do đầu tiên nha, là đoạn văn vô nghĩa hoặc không phải câu hỏi. Như vậy là mình đã vượt qua nhiệm vụ đào tạo với số điểm là 73. Bây giờ mình có quyền truy cập vào các nhiệm vụ với phần thưởng là 0,02 đô cho mỗi nhiệm vụ. Bạn nhấn vào bắt đầu để làm nhiệm vụ nhận thưởng nha. Mỗi nhiệm vụ là 10 bức ảnh, có thời gian tối đa là 20 phút và tiền thưởng là 0,02 đô, được hiển thị ở phần đầu nhiệm vụ ở đây. Mình sẽ làm thử hai nhiệm vụ xem có được tiền thưởng không nha. Mình sẽ tua nhanh, nên nếu bạn muốn tham khảo câu hỏi cũng như đáp án nhiệm vụ của mình, thì hãy xem kỹ video, đừng tua video nha.
Khi bạn không muốn làm nữa thì hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc phải màn hình, chọn vào dòng nộp và đóng. Hiện tại mình đang làm trên điện thoại hệ điều hành Android. Với hệ điều hành iOS thì giao diện có khác một chút. Tí xíu mình sẽ thao tác trên điện thoại iOS cho các bạn sử dụng iPhone tham khảo nha. Sau khi nhấn nộp và đóng xong, bạn vào kiểm tra xem tiền được cộng vào tài khoản chưa nè. Như vậy là nhiệm vụ này được duyệt nhanh nên đã cộng trực tiếp vào tài khoản của mình mà không cần phải đợi nha. Ban đầu mình có 0,22 đô, mình làm 2 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ 0,02 đô, tổng cộng là 0,04 đô nên ở đây mình có tổng cộng là 0,26 đô nha. Khi bạn hoàn thành càng nhiều bài khảo sát thì bạn sẽ được cộng điểm thành tích. Thành tích bạn càng cao thì tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ bạn hoàn thành càng cao. Và Toluca sẽ gửi cho bạn những nhiệm vụ có số tiền thưởng khủng hơn nè. Mới bắt đầu bạn nên làm chậm, đọc kỹ, cũng như xem kỹ video mình hướng dẫn. Mình sẽ chỉ cho bạn cách để làm nhiệm vụ trên Toluca, để bạn có thể tự làm nhiệm vụ một cách dễ dàng mà không cần chờ đáp án từ mình luôn nha. Tiếp theo, mình sẽ chuyển sang điện thoại iPhone với hệ điều hành iOS cho các bạn sử dụng iPhone tham khảo nha. Các bạn sử dụng điện thoại hệ điều hành Android cũng có thể tham khảo các nhiệm vụ của mình cũng như đáp án để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nha. Với những bạn sử dụng iPhone thì hãy làm nhiệm vụ Toluca trên trình duyệt Safari để có thể dịch sang tiếng Việt nha. Còn làm trong ứng dụng thì hiện tại mình chưa tìm được ứng dụng nào dịch được nè. Ở video trước mình cũng đã hướng dẫn cách dịch trên điện thoại iPhone, nếu bạn chưa xem thì hãy xem lại nha. Trên giao diện web thì có hơi khác một tí, vì nhiệm vụ này khi nãy mình đã vượt qua bài đào tạo nên bây giờ mình vào là làm luôn, không cần phải làm lại bài đào tạo nha. Bạn nhấn vào chữ Start ở đây để bắt đầu làm nha. Giao diện chỉ khác chút ít so với trên điện thoại Android thôi nha. Thời gian và số tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ cũng sẽ hiển thị ở đầu trang. Ở hình đầu tiên và đoạn văn bản được gửi kèm, đoạn văn bản không có dấu hỏi, cũng là một cụm từ vô nghĩa trong tiếng Anh. Bạn chọn vào văn bản, chọn chia sẻ, chọn Translate là dịch sang tiếng Việt nha. Vì là đoạn văn vô nghĩa nên không thể dịch ra, nên mình chọn đáp án là No và chọn lý do đầu tiên nha. Với cách dịch này, khi bạn sử dụng quen là sẽ thao tác nhanh được thôi. Hơn thế, khi bạn làm nhiều lần, bạn sẽ quen với các từ tiếng Anh này mà không cần bấm dịch. Khi đó, trình độ tiếng Anh của bạn cũng sẽ tốt lên theo đó nha. Với một số nhiệm vụ thì câu trả lời đôi khi Toluca sẽ xáo trộn vị trí, nên bạn hãy đọc kỹ và làm một cách nghiêm túc nhất có thể nha. Phần này mình cũng sẽ làm hai bài nhiệm vụ cho bạn tham khảo nha. Nên bạn hãy xem kỹ video để khi gặp lại câu hỏi giống mình thì làm cho nhanh nha. Bạn có thể bấm dừng lại để đọc kỹ câu hỏi và thử đưa ra câu trả lời trước mình và xem câu trả lời có giống mình hay không nha.
Khi bạn làm đến câu thứ 10, bạn muốn sang bài nhiệm vụ tiếp theo thì nhấn vào chữ Submit ở dưới góc trái màn hình nha. Khi bạn muốn dừng lại và không làm nữa thì nhấn vào dấu ba chấm ở phía dưới góc phải màn hình ở đây, chọn vào chữ Submit and Finish. Bây giờ mình kiểm tra tiền vào tài khoản chưa nào. Như vậy là tiền đã được duyệt vào tài khoản rồi nha. Ban nãy mình có 0,26 đô, mình làm thêm 2 nhiệm vụ với số tiền thưởng 0,02 đô mỗi nhiệm vụ là 0,04 đô. Vậy tổng cộng bây giờ là 0,3 đô. Số tiền bên trái này là số tiền khi bạn hoàn thành nhiệm vụ và phải đợi Toluca duyệt thì mới chuyển vào số tiền bên phải này nha. Tùy vào từng nhiệm vụ, có nhiệm vụ thì trả tiền liền, có nhiệm vụ phải đợi duyệt. Chuyện đó là chuyện bình thường nha các bạn, vì mình đã làm rất nhiều ứng dụng kiếm tiền online nên chuyện đợi duyệt tiền là hết sức bình thường. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện một loại nhiệm vụ tương tự như nhiệm vụ này nhưng cao cấp hơn với số tiền thưởng cao hơn. Vì thế bạn hãy đăng ký kênh và like ủng hộ mình ra những video hữu ích sắp tới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!